xem có hóa chất gì dán vào tôi cái mõm dày với. Ui, bạn đi kiểu gì mà lại há hết cả mõm như này à? Tôi dùng cả keo con voi dán rồi không ăn thua bạn ạ. Vài bữa lại bong. À, keo con voi thì không được rồi. Nó phải đúng kiểu keo của nó các bạn ạ. Đây, để tôi giải thích cho bạn nghe nhá. Thì keo con voi dính được là nhờ có cyanua acrylat. Chất này khi phản ứng với hơi nước trong không khí, nó sẽ tạo thành một chuỗi polymer cứng như nhựa và có độ bám dính rất cao. Và nó kết dính được khá nhiều loại bề mặt khác nhau nên rất tiện dụng và phổ biến. Tuy nhiên, nó có một điểm yếu là cái polymer này bị bất hoạt trong môi trường nước. Chính vì thế mà mình dùng keo con voi để dán giày rồi đi trời mưa thì các liên kết trong keo nó sẽ bị kém đi. Thêm nữa, keo này nó mạnh quá, nó rất dễ làm hỏng các bề mặt mềm như của da hay là vải. Khổ quá, bạn nói tôi có hiểu đâu. Thế tóm lại là dùng keo gì? Bạn vội thế nhở? Đây, giới thiệu với bạn, keo dán giày Minsu dán là đẹp luôn. Trông được đấy nhỉ? Nhưng mà có an toàn với da tay không đấy? À, đương nhiên là an toàn rồi. Nó không bị dính vào tay hay là bong da đâu. Đây, để tôi dán cho bạn nhé. Cái keo này nó dính được nhiều loại chất liệu giày dép lắm. Nhựa, gỗ, cao su, vải, da thật, da lộn, da PU đều dính rất chắc chắn luôn. Còn xốp thì hơi khó. Với cả những cái loại giày dép mà chất liệu nó cũ kỹ mục nát quá thì dán cũng không bền được bạn ạ. Đấy, mình cố định như này khoảng nửa ngày là keo nó khô, dính chắc mà lại mềm dẻo, không bị cứng. Keo nó lại trong suốt nên nhìn không lỗ vết dán đâu bạn ạ. Hay phết nhỉ? Thế có đắt không bạn? À, rẻ mà. Một lọ to đùng như này có vài chục thôi. Hãng Minsu này, trước tôi làm cái xịt tạo bọt vệ sinh giày này, giá cũng hợp lý. Hãng này toàn đồ nhập khẩu, giấy tờ nguồn gốc xuất xứ rõ ràng đàng hoàng, nên mọi người cứ yên tâm mà sử dụng nhé.